Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 1, sách Trên trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 11: Bạn bè. Bài 1: Vần an, vần ăn và vần ân. Trước tiên cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khởi động. Em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, trong bức tranh đó là hình ảnh các bạn đang chơi trò chơi đấy. Các em cho cô biết các bạn chơi trò chơi ở đâu? À, các bạn chơi trò chơi ở ngoài sân đấy. Tiếng bạn có chứa vần an, tiếng sân có chứa vần ân. Cho cô biết trên đầu của bạn đội chiếc khăn gì đây? À các em ạ, cô giới thiệu với các em, trên đầu của bạn nhỏ đội chiếc khăn có tên là khăn rằn đấy. Tiếng khăn có vần ăn, tiếng rằn có vần ăn. Ở đây chúng ta còn quan sát thấy ở sân nhà bạn còn có bàn đá này. Tiếng bàn có chứa vần an. Rồi ở đây là lan can. Tiếng lan và tiếng can có vần an. Còn đây là giỏ hoa lan, tiếng lan có chứa vần an đấy. Như vậy chúng mình đã tìm được một số tiếng có chứa vần an, vần ăn và vần ân. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay, đó là bài 1, vần an, vần ăn và vần ân. Đây cũng là bài học đầu tiên trong chủ đề 11, đó là bạn bè. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó là phần luyện đọc. Các em hãy quan sát lên màn hình, cô giáo giới thiệu với các em, đây là vần an. Nghe cô phát âm, an. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết, vần an gồm có mấy âm ghép lại, đó là những âm nào? À, các em ạ, vần an gồm có hai âm ghép lại, đó là âm A và âm N. Âm A đứng trước, âm N đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau. A, N, an. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm quen vần thứ hai, có tên là vần ăn. Các em nghe cô đọc. Ăn. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết vần ăn gồm có mấy âm ghép lại, đó là những âm nào. À, vần ăn gồm có hai âm ghép lại, đó là âm á và âm N. Âm á đứng trước, âm N đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau. Á, N, ăn. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục cô giáo giới thiệu với các em một vần mới nữa, đó là vần ân. Nghe cô phát âm. Ân. Mời các em phát âm lại nào. Hãy cho cô biết vần ân gồm có mấy âm ghép lại, đó là những âm nào. À, các em ạ, vần ân có hai âm ghép lại, đó là âm ớ và âm n. Âm ớ đứng trước, âm n đứng sau. Chúng ta đánh vần như sau. Ớ, n, ân. Mời các em đánh vần lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã làm quen với ba vần. Bây giờ chúng mình cùng đọc lại ba vần này nhé. An, ăn, ân. Mời các em đọc lại nào. So sánh cho cô ba vần an, ăn và ân, xem có điểm gì giống và khác nhau. À, cả ba vần đều có điểm giống nhau, đó là có âm cuối là âm N đấy. Và đây cũng là chính là kiểu vần có âm chính và âm cuối. Ở đây tất cả các âm cuối của các vần đều là âm N. Còn khác nhau ở âm chính đó là âm A, âm Á và âm Ớ đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc mô hình tiếng sau. Cô giáo có mô hình tiếng bạn. Tiếng bạn có âm bờ đứng trước, vần an đứng sau, thành nặng dưới A. Ở mô hình chúng ta thấy phần đầu đó là âm bờ,
và phần vần, đó là vần an. Chúng ta đánh vần như sau: b, an, ban, nặng, bạn. Mời các em đánh vần lại nào. Cho cô biết trong tiếng bạn có chứa vần gì mà chúng mình vừa học? À, tiếng bạn có chứa vần an mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần an trong tiếng bạn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì nhé. À các em ạ, ở bức tranh chúng ta thấy đây chính là hình ảnh hai bạn đang ngồi học ở bàn đấy. Và ở đây được gọi là bạn học. Vì hai bạn cùng học với nhau cho nên được gọi là bạn học đấy. Chúng mình nghe cô đọc: bạn học. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong từ bạn học thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? À, tiếng bạn có chứa vần an mà chúng mình vừa học đấy. Đây là vị trí vần an trong tiếng bạn. Chúng mình đánh vần như sau: b, an, ban, nặng, bạn. Bạn học. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì? À, trong bức tranh đó là hình ảnh người thợ nặn đấy các em. Người thợ nặn là có bộ đồ nặn và có bình thở oxy và nặn xuống dưới đáy biển đấy các em ạ. Đây là hình ảnh thợ lặn. Cô giáo có từ sau: thợ lặn. Cho cô biết trong từ thợ lặn thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? À, trong từ này thì tiếng lặn có chứa vần ăn mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh vần lại tiếng nhé. L, ăn lăn, nặng lặn. Thợ lặn. Mời các em đánh vần lại nào. Tiếp tục chúng mình quan sát bức tranh tiếp theo. Cho cô biết đây là hình ảnh gì? À, đây chính là hình ảnh các bạn đang chơi ở một sân chơi trong khu vực trường đấy các em. À, hoặc là nơi công viên. Đây là sân chơi. Cô giáo có từ sau: sân chơi. Cho cô biết trong từ sân chơi thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? À các em ạ, trong từ sân chơi thì tiếng sân có chứa vần ân mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh vần như sau: sờ ân sân, sân chơi. Mời các em đánh vần lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã học được 3 vần mới, đó là vần an, vần ăn và vần ân. Tiếng mới là tiếng bạn, từ mới là từ bạn học, từ thợ lặn và từ sân chơi. Bây giờ chúng mình sẽ đọc trơn lại toàn bài nhé. An, ăn, ân. Bờ, an, bạn. Bạn học. Thợ lặn. Sân chơi. Cô mời các em đọc lại nào. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong việc luyện đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Hôm nay chúng mình sẽ luyện viết vần an, chữ bạn, vần ăn, chữ lặn, vần ân và chữ sân. Trước tiên chúng mình cùng nhau quan sát vần đầu tiên, đó là vần an. Cho cô biết vần an gồm mấy chữ ghép lại với nhau? Đó là những chữ nào? À các em ạ, vần an gồm có 2 chữ ghép lại với nhau, đó là chữ A và chữ N đấy. Chữ A đứng trước, chữ N đứng sau và có cùng độ cao là 2 ly. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện viết vần an nhé. Tiếp tục cô giáo giới thiệu với các em vần tiếp theo, đó là vần ăn. Vần ăn gồm có 2 chữ ghép lại với nhau, đó là chữ Á và chữ N. Chữ Á đứng trước, chữ N đứng sau, có cùng độ cao là 2 ly. Chúng ta lưu ý dấu phụ của con chữ Á chúng ta sẽ để ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 ngay trên đầu con chữ A.
Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện viết văn ăn. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết văn ân. Cho cô biết văn ân có mấy con chữ ghép lại với nhau, đó là những chữ nào? Văn ân gồm hai chữ ghép lại với nhau, đó là chữ ớ và chữ nờ. Chữ ớ đứng trước, chữ nờ đứng sau. Chúng ta quan sát, ở đây chữ ớ chúng ta lưu ý dấu phụ của chữ ớ chúng ta để ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4 nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện viết văn ân. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ bạn. Chữ bạn gồm có chữ bờ ghép với vần an thành nặng dưới chữ a. Chúng ta quan sát quy trình viết như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ bờ có độ cao là 5 ly. Chữ a có độ cao là 2 ly. Chữ n có độ cao là 2 ly. Thanh nặng chúng ta để dưới con chữ a. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện viết chữ bạn. Tiếp tục cô giáo hướng dẫn các em viết chữ lặn. Chữ lặn gồm có chữ L ghép với vần ăn thanh nặng dưới chữ á. Bây giờ chúng mình hãy quan sát quy trình viết chữ lặn. Đầu tiên chúng ta viết con chữ L có độ cao là 5 ly. Chữ á có độ cao là 2 ly. Và chữ n có độ cao là 2 ly. Thanh nặng chúng ta sẽ để dưới chữ á. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ lặn. Cô giáo hướng dẫn các em viết tiếp chữ sân. Chữ sân gồm có chữ sờ ghép với vần ân. Chúng ta quan sát quy trình viết nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết chữ sờ có độ cao là 2,25 ly. Chữ ớ có độ cao là 2 ly. Chữ n có độ cao là 2 ly. Chúng ta để dấu phụ của chữ ớ ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ sân. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã hoàn thành xong việc luyện viết. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc mở rộng nhé. Các em hãy quan sát bức tranh. Ở trong bức tranh đó là hình ảnh gì? Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một ngôi trường đấy. Và ở ngôi trường chúng ta thấy phía trên có chiếc đồng hồ, rồi có cảnh thư viện, cảnh sân trường, hoa lan, rồi chúng ta thấy ở đây là có cây bàng. Đấy. Chúng ta thấy đây có bàn đá và cây sen đá, cây có cây hoa, chậu hoa ở đây đấy các em. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các từ ứng dụng nhé. Từ đầu tiên chúng mình nghe cô đọc gần gũi. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong từ gần gũi tiếng nào có phần chúng mình vừa học? Tiếng gần có chứa phần ân mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình nghe cô đánh phần lại nhé. G ân gân huyền gần. Gần gũi. Mời các em đánh phần lại nào. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đọc từ thứ hai. Ân cần. Mời các em đọc lại. Từ ân cần thì cả hai tiếng đều có chứa phần ân mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình nghe cô đánh phần lại nhé. Ở nờ ân. Cờ ân cân huyền cần. Ân cần. Các em lưu ý ở đây tiếng ân chính là phần ân. Tiếng ân không có phụ âm đầu. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đọc từ tiếp theo. Bàn bạc. Mời các em đọc lại nào. Cho cô biết trong từ bàn bạc tiếng nào có chứa phần chúng mình vừa học? Tiếng bàn có chứa phần an mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh phần như sau. Bờ an ban huyền bàn. Bàn bạc. Mời các em đọc lại nào.
Tiếp tục chúng mình đọc từ tiếp theo. Gắn bó. Cho cô biết trong từ gắn bó thì tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? À, tiếng gắn có chứa vần ăn mà chúng mình vừa học đấy. Chúng mình đánh vần như sau. G ăn gan sắc gắn. Gắn bó. Mời các em đọc lại nào. Chúng mình cùng nhau đọc lại bốn từ này nhé. Gần gũi. Ân cần. Bàn bạc. Gắn bó. Như vậy chúng mình vừa đọc thêm được một số từ có chứa vần mà hôm nay chúng mình học đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc câu ứng dụng sau. Đoạn văn ứng dụng nhé. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Bố mẹ là bạn của bé. Các bạn học đều là bạn của bé. Tất cả đều gắn bó, ân cần, chia sẻ với bé. Như vậy các em vừa nghe cô đọc mẫu đoạn văn, cho cô biết đoạn văn trên gồm có mấy câu? À các em ạ, đoạn văn trên gồm có 3 câu đấy. Câu 1 là từ đầu cho đến bé. Ở đây đầu câu được viết hoa là chữ bờ in hoa và cuối câu có dấu chấm. Câu 2 là từ các bạn cho đến bé. Ở đây chữ cờ in hoa và cuối câu có dấu chấm. Câu thứ 3 từ chữ tất cả cho đến chữ bé. Thì chúng ta thấy ở đây có chữ tờ in hoa là đầu câu và cuối câu có dấu chấm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Chúng mình luyện đọc câu thứ nhất. Bố mẹ là bạn của bé. Mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng mình luyện đọc câu 2. Các bạn học đều là bạn của bé. Chúng mình đọc lại câu 2 nhé. Chúng mình luyện đọc tiếp câu 3 nào. Tất cả đều gắn bó, ân cần, chia sẻ với bé. Như vậy chúng mình hãy đọc lại câu 3 giúp cô nhé. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện đọc một đoạn văn của bài rồi đấy. Các em hãy cho cô biết trong đoạn văn những tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học. À các em ạ, trong đoạn văn có rất nhiều tiếng có chứa vần chúng mình vừa học đấy. Tiếng bạn có chứa vần an. Ở đây có mấy tiếng bạn các em nhé. Tiếng gắn có chứa vần ăn. Tiếng ân, tiếng cần có chứa vần ân. Tiếng ân có chứa vần ân. Như vậy đây là những tiếng có chứa vần chúng mình vừa học đấy. Chúng mình cùng nhau đánh vần lại các tiếng này nhé. Bờ an ban nặng bạn. Gờ ăn gan sắc gắn. Cờ ân cân huyền cần. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc và tìm được tiếng có chứa vần hôm nay chúng mình học rồi. Bây giờ các em hãy cho cô biết trong đoạn văn trên bố và mẹ là bạn của ai? À, bố mẹ cũng là bạn của bé đấy. Vậy ai là bạn của bé nữa? À, các em ạ, các bạn học cũng đều là bạn của bé đấy. Vậy thì những người bạn của bé thì như thế nào với nhau? À, những người bạn của bé thì luôn gắn bó, ân cần và chia sẻ với bạn đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã luyện đọc, tìm được tiếng có chứa vần chúng mình vừa học và hiểu được nội dung của đoạn văn rồi đấy. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn văn nhé. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần mở rộng. Chúng mình sẽ mở rộng 4 từ theo chủ đề là cái gì. Các em hãy quan sát các bức tranh và cho cô biết trong bức tranh đó là cái gì nhé. Bức tranh thứ nhất, cho cô biết đó là cái gì. À các em ạ, bức tranh thứ nhất
Đó là chữ cân bàn đấy. Cô giáo có từ sau: cân bàn. Trong từ cân bàn thì cả hai tiếng đều có chứa vần chúng mình vừa học. Tiếng cân có chứa vần ân, tiếng bàn có chứa vần an. Tiếp tục bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là cái gì? À, đây chính là bàn ghế đấy. Cô giáo có từ bàn ghế. Tiếng bàn có chứa vần an. Tiếp tục bức tranh thứ ba, cho cô biết đó là cái gì? À, bức tranh thứ ba đó là hình ảnh cái khăn đấy em. Đây là cái khăn có màu xanh và cái khăn có màu hồng đấy. Cô giáo có từ cái khăn. Tiếng khăn có chứa vần ăn. Như vậy các em có thể mở rộng thêm vốn từ bằng cách đặt câu với các từ vừa tìm được nhé. Về nhà các em hãy tìm thêm tiếng từ và câu có chứa vần mà hôm nay chúng mình học nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.